Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Quốc phòng địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin điểm lại hoạt động chính của lực lượng vũ trang thành phố 2 tuần qua. Phần cuối chương trình là phóng sự diễn tập khu vực phòng thủ quận Ngô Quyền năm 2018. Sau đây xin mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng vừa tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Năm 2018, Trung đoàn Bộ binh 50 đón nhận gần 600 chiến sĩ mới tới từ thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên về huấn luyện tại đơn vị. Quá trình huấn luyện, đơn vị vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, cơ bản thiết thực vững chắc, duy trì nền nếp các chế độ công tác huấn luyện, giúp chiến sĩ mới nắm chắc được nội dung, thành thạo động tác thực hành. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện các nội dung giáo dục chính trị huấn luyện đều đạt khá, kỹ thuật chiến đấu bộ binh đạt khá và giỏi. Kiểm tra 3 tiếng nổ, tỷ lệ khá giỏi đạt 85,5%, tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập đạt 99,5%. Sau đợt huấn luyện, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị tiếp tục huấn luyện chuyên sâu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Trung đoàn Dự bị Động viên 836 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức khai mạc huấn luyện thí điểm cán bộ khung và dự bị động viên của Trung đoàn năm 2018. Tham gia huấn luyện có hơn 100 cán bộ chiến sĩ dự bị động viên của huyện An Lão. Trong thời gian 12 ngày, các cán bộ khung được huấn luyện các nội dung về chính trị, thông tin về tình hình thế giới và khu vực, nhiệm vụ của quân nhân dự bị tại địa phương, nội dung quân sự, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng K54, bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn, các nội dung về hậu cần kỹ thuật trong tình hình mới và một số nội dung bổ trợ khác. Đây là những nội dung làm cơ sở để cán bộ khung và quân nhân dự bị nắm vững những kiến thức về nghệ thuật quân sự, phương pháp quản lý dự bị động viên, tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ dự bị đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ khung ở cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình huống giả định. Trên địa bàn quận Ngô Quyền xuất hiện một số đối tượng khủng bố quá khích đột nhập tấn công vào trường học. Chúng bắt giữ nhiều con tin và đưa ra các yêu sách. Để giải quyết tình huống, các lực lượng chức năng của quận đã vận động thuyết phục các đối tượng ra đầu hàng. Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an đã lợi dụng địa hình, địa vật tấn công từ nhiều hướng. Sau quá trình chiến đấu căng thẳng, các đối tượng khủng bố đã bị trấn áp, con tin được giải cứu an toàn. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu thương của quận cũng phối hợp nhịp nhàng để khắc phục hậu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một trong hai nội dung diễn tập thực binh của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận Ngô Quyền năm 2018. Thực hiện chỉ thị của thành phố và của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc diễn tập khu phòng thủ năm 2018, thì cơ quan quân sự là cơ quan thường trực, chúng tôi đã tham mưu cho quận ủy, hội đồng dân, ủy ban dân quận ra cái quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các cái tiểu ban giúp việc. Sau đó thì xây dựng kế hoạch, xây dựng ý định để báo cáo thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và quân khu. Sau khi có kế hoạch và ý định thì chúng tôi đã tham mưu để xây dựng cái kế hoạch cho ban chỉ đạo để triển khai cho tất cả các cơ quan đơn vị, các phòng ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện cái nhiệm vụ diễn tập 2018. Quận Ngô Quyền là một trong những quận trung tâm thành phố, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của thành phố Hải Phòng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận luôn quyết tâm phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hiện nay, bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những diễn biến phức tạp khó lường. Tình hình đó đòi hỏi khu vực phòng thủ quận phải được củng cố vững chắc, lực lượng vũ trang quận phải được xây dựng vững mạnh toàn diện, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Với tình huống giả định, trong những ngày qua, các thế lực thù địch và đế quốc có nhiều hành động nhằm đánh phá, tiến công vào thành phố Hải Phòng, làm bàn đạp tiến công sang các tỉnh, thành phố lân cận để mở rộng địa bàn. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị kế hoạch của cấp trên, sau một thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực chủ động khẩn trương, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận Ngô Quyền năm 2018 đã được tổ chức vào 2 ngày, 12 và 13 tháng 6.
Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong phần diễn tập vận hành cơ chế, sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Hội nghị Ban Thường vụ Quân ủy đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuộc diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế, đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các ban ngành tổ chức chính trị xã hội làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện. Trong đó, cơ quan quân sự công an làm nòng cốt, các cấp các ngành xác định rõ vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của mình về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của quận, nhất là trong phân tích đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh phương án tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, có thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân để đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Về diễn tập thực binh ấy, thì sau khi đi khảo sát các cái khu vực, xác định địa điểm ấy, thì chúng tôi cũng tham mưu ban chỉ đạo để chọn hai nội dung. Một là cái diễn tập phần giải thoát con tin của công an quận. Nội dung thứ hai là cái phần đánh địch tập kích hỏa lực đường không của lực lượng vũ trang quận. Đấy thì về công tác chuẩn bị thì do cái sự chỉ đạo chặt chẽ của ban chỉ đạo diễn tập thành phố, của bộ chỉ huy quân sự thành phố, của quận, đấy thì ban chỉ huy quân sự và các phòng ban ngành các đơn vị đã làm tốt mọi cái công tác chuẩn bị. Tiến công hỏa lực đường không là một phương thức tác chiến cơ bản trong chiến tranh xâm lược. Vì vậy, việc nghiên cứu phòng tránh, đánh trả loại hình chiến tranh này có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ. Phần diễn tập thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ các mục tiêu đòi hỏi sự lãnh đạo chỉ huy hiệp đồng tác chiến cao giữa các lực lượng tham gia. Đây cũng là nội dung sát với tình hình của địa phương. Nhờ vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, các lực lượng tham gia chiến đấu nắm chắc nội dung, phương pháp, hành động chính xác phù hợp với tình huống. Chỉ trong thời gian ngắn, ta làm chủ hoàn toàn trận đánh, phá tan âm mưu của địch, giữ vững khu vực phòng thủ. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của thành phố về diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, thì ngay từ đầu năm, quận Ngô Quyền đã xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, nên đã chỉ đạo các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm. Và cuộc diễn tập này đã được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đã thực hiện theo đúng kế hoạch chương trình đề ra. Và đến nay thì cuộc diễn tập cũng đã được triển khai thành công tốt đẹp theo đúng những dự kiến ban đầu. Việc hoàn thành các nội dung cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua diễn tập, năng lực chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền và khả năng tham mưu của các ban ngành đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh từng bước được nâng cao. Khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, nhất là quân đội và công an được củng cố. Kết quả của đợt diễn tập này là cơ sở thực tiễn để quận Ngô Quyền tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ sát với tình hình địa phương, góp phần vào hệ thống phòng thủ chung của thành phố và cả nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Quốc phòng địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.